Skyrager 30 HEL có thể giám sát không phận hoàn toàn tự động, đồng thời lựa chọn kết hợp các vũ khí tối ưu để vô hiệu hóa tất cả các mối đe dọa đường không tầm thấp. Nhà sản xuất đã tích hợp có hệ thống đầy đủ các công nghệ vũ khí tiên tiến, có hiệu quả tác chiến cao trên phương tiện mang bánh hơi hoặc bánh xích như xe bọc thép đa năng Boxer hoặc xe bọc thép bánh xích Lin KF41 sử dụng hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số Sky Master, linh hoạt và những cảm biến hiện đại, tổ hợp vũ khí phòng không mặt đất có thể đạt được hiệu quả tối đa. Có tốc độ bắn 1.200 phát trên phút, pháo ổ quay 30 ly x 173 KCE là vũ khí có hiệu suất tác chiến hàng đầu thế giới trên cỡ nòng này. Đạn được trang bị ngòi nổ chậm lập trình, nâng cao xác suất tiêu diệt các mục tiêu trên không nhỏ nhất.